Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình trong hai tuần vừa qua với chiếc Galaxy Tab S10 Ultra này. Tuy nhiên mình sẽ không chia sẻ hết về những tất cả những cái tính năng hay thiết kế và hiệu năng. Mình sẽ chia sẻ chủ yếu những cái thứ mình trải nghiệm đó là về cho công việc. Và với một chiếc Tab màn hình lớn như thế này 14.6 inch thì khi các bạn mua thì mình thấy phần nào các bạn cũng đã xác định được cái nhu cầu các bạn sử dụng cái màn hình này lớn như vậy để phục vụ nhiều cho phần công việc và nó gọn nhẹ để có thể đem đi ra ngoài đường nữa. Và trong hai tuần vừa qua đa số mình sử dụng cho các phần công việc của mình Và mình hy vọng là qua cái video này thì phần nào cũng giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn Nếu như mà các bạn đang có dự định mua chiếc Galaxy Tab S10 Ultra này Và bây giờ thì mình cũng bắt đầu video nha một nâng cấp nhỏ nhưng mà lại thay đổi hoàn toàn cái cách trải nghiệm của mình với màn hình của chiếc Galaxy Tab S10 Ultra này so với cái thế hệ trước là bởi vì Samsung họ trang bị màn hình chống phản chiếu ở trên Galaxy Tab S10 Ultra cái cách nó làm nó giống như là trên màn hình của Galaxy S24 Ultra vậy á nhờ cái lớp chống chói này thì mình có thể sử dụng Galaxy Tab S10 Ultra đúng nghĩa ở bất cứ đâu đặc biệt đó là khi mà mình dùng ở ngoài trời hoặc là các bạn sử dụng ở những cái môi trường mà có nhiều ánh sáng phản chiếu mà màn hình đó, thì các bạn sẽ thấy được cái công dụng và cái lợi ích của cái lớp chống ló này ví dụ như mình ngồi ở một cái không gian ngoài trời ánh sáng rất mạnh đi nữa thì mình cũng không bị ló sáng quá nhiều phản chiếu vào hay là phản chiếu hình ảnh của mình vào trong nó cho mình xài thoải mái hơn và tập trung hơn rất là nhiều có một điều mà mình thấy rõ đó chính là độ tương phản của màn hình galaxy tab s 10 ultra đợt này ấy, nó cao hơn và màu đen nó sâu hơn và màn hình này cho mình một cái chất lượng hiển thị hoàn toàn thực sự rất tốt, nó 10 điểm, không có gì để so sánh với nó cả. Trong suốt thời gian qua mình dùng thì gần như là mình đều dùng Tab S10 Ultra với phần cover và bàn phím của máy. Thực tế thì Tab S10 Ultra nó mỏng hơn một xíu so với dòng Galaxy Tab S9 Ultra, nó chỉ 5.4mm thôi, là rất mỏng rồi. Và kể cả bộ cover bàn phím khi mà lắp vào mình thấy nó vẫn mỏng. Và trong những trường hợp mà mình cần cả laptop và cần cả máy tính bảng thì mình vẫn có thể nhét gọn cái con Galaxy Tab vào phần khe giữa của ba lô được. Bên cạnh đó là rất là nhiều thiết bị của mình. Đây là một trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình đi chụp và mình thấy nó thật sự rất là thực tế. Còn trong những hôm mình đi cà phê hay là mình đi chụp đơn giản, mình chỉ việc mang theo Galaxy Tab S10 Ultra để sử dụng thôi. Vì công việc của mình thì theo các file brief hay là file kịch bản thì mình để trên drive hết. Nên nếu đi đường có mà phát sinh những cái vấn đề đột xuất cần chỉnh liệt thì mình cũng xử lý nhanh được trên chiếc Galaxy Tab này. Chỉ cần có kết nối mạng mình tóc vào một cái quán cà phê nào đó và mình sẽ dùng tab để giải quyết những cái phần công việc gấp như thế này dùng galaxy tab ultra một phần công việc mình sẽ mặc định là dùng chế độ desk để mở và chỉnh được nhiều kích thước của ô cửa sổ cùng một lúc màn hình 14.6 inch của máy thì mình thấy quá đủ và quá rộng rãi để mình chỉnh các file trang tính như thế này qua tác vụ online việc sắp xếp được nhiều cửa sổ trên màn hình này cũng dễ dàng cho mình mình có thể chia đôi màn hình hoặc là chia ba hoặc mở nhiều tab để xử lý thông tin thường là mình sẽ dùng nhiều nhất ở cái khâu là vừa tìm hình mô tả vừa tràn hình vào file ở cái phần chia đôi màn hình và có một số hình mình muốn thêm vài thứ vào để minh họa chẳng hạn như mình muốn thêm cái mũ vào hình em bé này á, thì ngay trên Galaxy Tab S10 ở phần Smart Select mình cũng có thể phát thảo thành ảnh ngay trên cái tấm hình mình vừa tìm mà không cần phải tải nó về khi mà mình vẽ xong thì mình có thể lưu cái tấm hình đó về để chèn vào trong cái file của mình Mình thấy cái này rất là tiện nha Giao diện One UI 6.1.1 trên Galaxy Tab đã tối ưu rất nhiều cho việc sử dụng một cái sản phẩm màn hình lớn của Samsung như thế này Minh họa cho cái điều đó thì ví dụ những cái ứng dụng công việc của Microsoft như là Outlook Mail này Cũng được dàn cái giao diện ra tương tự như là trên laptop Khi mà mình mở một cái email đến mình cũng có thể tùy chọn để mở nó thành một tab riêng Và những cái email khác mình cũng có thể mở thành được nhiều cái tab riêng khác nhau và khi mà mình muốn chuyển đổi giữa các tab mail, mình có thể chạm vào cái biểu tượng dưới thanh nóc thì nó sẽ hiện lên những cái ô cửa sổ để mình chọn samsung deck là một thứ mình thấy thật sự rất tiện lợi để mình có thể xử lý cái nhu cầu công việc và samsung deck nó sẽ có hai cái tùy chọn phiên bản deck cũ và deck mới nên là tùy vào nhu cầu thì các bạn có thể chọn một cái phù hợp nha về tính năng ai thì galaxy tab s 10 nó trang bị trọn bộ galaxy ai và cái tính năng mình nhục nhiều nhất vào cái thời gian gần đây đó chính là phát thảo thành ảnh và not Assist trong phần ghi chú mình có thể tóm tắt một bài viết một cái bài ghi chú rất dài và mình tận dụng được màn hình lớn thì phần tóm tắt này nó sẽ được đặt ở một bên nó không đè lên cái phiên bản gốc mình cần tóm tắt tương tự thì tính năng tóm tắt trang web nó cũng vậy luôn nó có thể tóm tắt cột bên phải của bài viết và bài viết thì mình vẫn có thể xem bài viết gốc ở bên trái được mọi thứ đều được tối ưu để mình có thể sử dụng được một cái màn hình lớn như thế này cái tính năng khái thảo thành ảnh mình thật sự dùng rất nhiều nhiều cực kỳ trên Galaxy Tab hơn bởi vì kích thước màn hình Tab thì lớn nét vẽ mình nhìn rõ ràng hơn và nó cho mình vẽ chính xác và chi tiết hơn những cái hình mà mình muốn vẽ thành ra như vậy thì khi mà mình phát thảo thành ảnh nó ra được đúng cái ý đồ của mình hơn nhiều luôn và do vậy thì mình dùng rất nhiều tính năng này trên galaxy tab Ở một tính năng nữa rất hữu ích cho mình trong cái việc mà tìm những cái hình ảnh minh họa này đó chính là cái circle to search với mình khoanh tròn để tìm kiếm với google là một trong những cái tính năng mình rất là thích bởi vì nó hữu dụng trong những cái trường hợp mình tìm hình minh họa tương tự như vậy thì mình chỉ việc kích hoạt nó lên sau đó mình khoanh tròn thì nó sẽ tìm cho mình được rất là nhiều những cái mút hình tương tự để mình có thể copy nó và bỏ vào trong cái file clip của mình. Về cấu hình thì với mình con chip Dimensity 9300 Plus trên Galaxy Tab S10 Ultra năm nay ấy, nó cho mình một cái phản hồi rất là tốt. Điểm là mình ấn tượng đó chính là nó không hề nóng. Khi mình dùng với màn hình Samsung Deck này hay là mình dùng máy để dựng video ngắn bằng Premiere hoặc là mình chỉnh sửa hình ảnh hay là vẽ những cái phát thảo hình ảnh thì nó cũng đều rất là mát. kể cả khi mà mình dùng ở trong cái điều trị ngoài trời như thế này, mình dùng Premiere chỉnh các video ngắn dưới tầm 60 giây thôi thì mình export video ra. khi mình xuất video ra thì mình nghĩ đâu đó máy cũng sẽ nóng lên đó nhưng mà không. đây là một cái điều mà làm mình thật sự ngạc nhiên trên chiếc Galaxy Tab S10 Ultra này. với mình thì Galaxy Tab S10 Ultra là một phiên bản Tab tuyệt vời của Samsung trong năm nay. với những bạn mà các bạn đang xài Galaxy Tab S8 series trở về trước ấy, thì rõ ràng Tab S10 Ultra hay là Tab S10 Plus là một cái sự thay đổi rất lớn hiệu suất tốt, màn hình thật sự quá đẹp và cùng với những cái tính năng công việc nữa. Và rõ ràng, một điều Samsung đang cố làm đó chính là mang một cái giải pháp làm việc của người dùng trên dòng Galaxy Tab. Samsung Deck là một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ cho điều đó và kết hợp với Galaxy AI nữa thì mình thấy đợt này Samsung Tab mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho công việc của mình. Nên nếu như các bạn đang sử dụng dòng tablet thẳng gác hay là các dòng Galaxy Tab đời A hay là đời S trước đó của Samsung và các bạn muốn nhắm đến một chiếc tablet màn hình lớn thì Galaxy Tab S10 Ultra hay Tab S10 Plus thì là một cái sự lựa chọn rất đáng để các bạn cân nhắc ở thời điểm hiện tại.